Chùa Bửu Long. Ngôi chùa còn có tên gọi khác là Thiền viện Tổ đình Bửu Long, là ngôi chùa có kiến trúc Thái Lan nổi bật nhất ở Sài Gòn, tại quận Thủ Đức. Chùa có kiến trúc Phật giáo đặc sắc với sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Phật giáo nguyên thủy và màu sắc văn hóa Việt. Ở đây chúng ta nhìn thấy cảnh quan của chùa cũng giống bên Thái Lan Việt. Bây giờ chúng ta thử lên bảo tháp xem nhé. Bảo tháp còn có tên gọi là Gotama Shakya, được phủ bởi màu trắng thanh khiết. Bên trên là đỉnh chóp sơn vẽ, đỉnh chóp được đắm chung gió ngân vàng trong gió trời. Bên ngoài nhìn vào, người ta không khỏi trầm trồ trước nét chạm trổ tinh tế kết hợp với các ô cửa đẹp mắt. Chùa còn có mệnh danh là ngôi chùa không gian không. Du khách đến đây không cần mang theo hương đèn, chỉ cần có lòng thành bái Phật cầu nguyện thì mọi thứ sẽ được